Hành trình 15 năm chưa làm xong 64 km dự án vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu xây dựng từ năm 2007, nhưng đến nay, dự án đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 64 km vẫn chưa hoàn thành. Còn 14 km chia làm 4 đoạn chưa được xây dựng. Ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh giải thích: Thành phố Hồ Chí Minh đã mất nhiều thời gian để lựa chọn mô hình đầu tư cho dự án và sau khi cân nhắc nhiều phương án, thành phố quyết định chuyển sang đầu tư bằng vốn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ khép kín tuyến đường này. Tuy nhiên, đó chưa phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ của dự án đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề chính nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Không khó để nhận ra tình trạng sôi đổ trong giải phóng mặt bằng dự án. Đơn cử, đoạn dài 2,7 km từ nút giao Gò Dưa đến đường Phạm Văn Đồng đang thi công thì bị tắc do không có mặt bằng. Các nhà thầu thi công không thể chờ đợi nên đã rút hết máy móc, nhân công khỏi công trường. Nhiều hạng mục thi công dở dang đã xuống cấp. Tính từ thời điểm khởi công đến nay đã 5 năm, dự án chưa thể hoàn thành. Việc giải phóng mặt bằng theo kiểu sôi đổ dẫn đến dự án vừa chậm tiến độ, vừa tăng tổng mức đầu tư. Sau nhiều năm bị chậm trễ, đến nay, chi phí giải phóng mặt bằng của dự án tăng lên rất cao, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh chưa bố trí được. Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoạn dài 2,7 km nêu trên được thực hiện theo hình thức BT. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đang quyết liệt triển khai dứt điểm phần bồi thường, tái định cư cho người dân. Khi có mặt bằng dự kiến, đoạn này sẽ được gấp rút thi công và hoàn thành cuối năm 2023. Ba đoạn còn lại của dự án đường vành đai 2 có chiều dài hơn 11 km, đang cần số vốn giải phóng mặt bằng và xây lắp khoảng 28.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 18.000 tỷ đồng. Theo ông Trực, do nhiều nguyên nhân khác nhau, thành phố Hồ Chí Minh chưa thể bố trí nguồn vốn để khép kín dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2022-2025 để hoàn thiện dự án. Nếu đề xuất này được thông qua, thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có vốn để triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng ngay trong năm 2023, sau đó tiến hành xây lắp và dự kiến hoàn thành tuyến đường trong năm 2025. Như vậy, nếu thực hiện đúng kế hoạch trên, thì phải mất gần 20 năm, thành phố Hồ Chí Minh mới xây dựng xong một tuyến đường dài 64 km.